Ok, bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với một video tăng trưởng môn của cô Long Đao. Đây là cầu thủ Will Lóc Xấy. Nếu anh em có thể xem ở server này anh em cũng biết thì cậu cả Will hôm nay có thể đổi tên thành là Will Lóc Xấy anh em à. Cũng là một trong những môn phái tăng trưởng môn Côn Lôn anh em, hợp thổ Côn Lôn tăng trưởng môn. Và chắc chắn anh em rằng là tăng trưởng môn đang sở hữu mình một cái ấn tín trưởng môn. Kỹ năng chiến ít 1 cấp. Rồi, kỹ năng chiến ít 1 cấp. Năng chiến ít 1 cấp. Tất cả đều 1 cấp. Rồi. Tiếp theo là anh em nhìn sơ qua thì hoàn toàn có cho mình một set Newton. Mắt hộp 40. 1 cấp kỹ năng. Và một nhẫn 24 nội lực, nội công và một ngọc bội cực phẩm, ngọc bội cực phẩm 25. Bội cực phẩm 25. Đó, anh em cùng xem sơ lại set Newton. Ở set Newton thì này thì hiện tại vị trí như Khải cũng để ý thì những cái top vừa rồi vừa qua năm. Một món như thế này khoảng tầm 15 đến 20 triệu tùy người bán cũng như là tùy người mua nha. Thì tương đối thì giá của nó tầm trung 15 đến 20 triệu một món như nè. Nhưng ngọc bội này cũng có giá đó này. Và áo này cũng vậy. Thì suy xét thì ở cái set Newton này tầm khoảng hơn 30 triệu nha. Hai món vàng này hơn 30 triệu. Còn cái này thì có thể là mua vài kim, cũng có thể là chục kim. Nó tùy người mua người bán thôi. Và ạc này đang ở bên ACE nha nè. Rồi, tiếp theo là một cây đao top 30. Một đao mắt pin, và theo như thông tin thì cái đao này hôm trước có người rao bán với giá 28-30 triệu rồi đó. Nhưng mà view cậu cả view này, view lóc xấy này mua bao nhiêu thì khả không rõ nè. Một cái đao mắt pin top 30, khẩn hỏa, sát thương lý 40% và 80 băng sát, và đã đạt móc băng sát 73. Quá hợp lý, ở với cái điểm cái đao này thì thực sự quá chắc này mà. Kèm theo một cái dòng băng sát nội công dòng ẩn 1. Nếu như có thể chuyển qua ngày mi chậm thì cũng có thể chơi được cái vũ khí này nha nè. Đó, kháng họ luôn, khá đẹp luôn. Tóc 30 qua bên. Để kèm với một cái nón phòng thủ 23 làm chậm 30. Nón này thực sự cũng dạng hàng nô server này mà. Nón này bèo lắm, phải từ hơn 5 triệu trở lên. Một cái nón khá đẹp. Bao tay 15-30. Có cho mình thêm phòng thủ vào làm chậm. Một đai lưng. Đai lưng kháng họ 11, trón 40. Và có cho mình sinh lực 113. Một đôi giày tóc 30, sinh lực 124 và kháng hỏa 22 và chống 40. Hiệu ứng có cho mình là thêm 9 sinh khí nữa. Đây, đôi giày này khá đẹp nè em ơi. Đôi giày này bèo lắm, phải hơn 3 triệu nè. Đôi giày này quá đẹp, hơn 3 triệu. Ôi, đánh lộn xịn ngầu nè em ơi. Ôi, 30 con quét. Ôi giời. Và một cái nhẫn là khăn lôi 15. Một nhẫn kháng lôi 15, sinh lực 142. Và một con ngựa chiếu dạ. Một kỹ năng cũng có 1 cấp. Và một kháng cả 10 từ phi phong, cũng như là mặt nạ. Rồi xong, khả chết rồi. Ok, và anh em xem video vừa rồi của cao thủ View Lóc Xấy thì đừng quên để lại cho Côn Lôn Đao tăng trưởng môn này một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Một set đồ khá chất nha mọi người. Và cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều và bye bye. Xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.